Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phóng sự phỏng vấn sư Minh Tuệ, giấy lên nghi ngờ trong cư dân mạng. Ngày 8 tháng 6, AFI Tiếng Việt cho hay, VTV công bố phỏng vấn sư thích Minh Tuệ, dân mạng phát hiện nhiều nghi vấn. Theo đó, truyền hình VTV của Việt Nam ngày 8 tháng 6 có phóng sự trích dẫn một phỏng vấn ngắn với sư thích Minh Tuệ, người đã bị mất tích từ ngày 3 tháng 6 sau khi bị công an khống chế. Tuy nhiên, dân mạng ngay sau đó đã phát hiện nhiều nghi ngờ về đoạn hình phỏng vấn ngắn khoảng 1 phút này. AFA cho biết, trong phóng sự dài khoảng 3 phút, chiếu trên kênh truyền hình quốc gia, sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trong bộ y phấn tảo quen thuộc và cho biết ông vẫn khỏe. Và đây là hình bài trên AFA. Nguyên văn lời nói của nhà sư được VTV chiếu như sau. Tinh thần, sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo để học tập theo lời Phật dạy được. Không có người dân đông như vậy hay là những việc ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài không có gì thay đổi cả nhưng mà vì cái đó thì giờ cái nguyện vọng học tập của mình họ làm ách tắc thì mình đi không được thì mình vào cái tình hình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng con cũng mong muốn khi mình đi ra đường thì mọi người đừng có tập trung như thế để ảnh hưởng mình không học được theo họ để quay phim hay làm những việc như là kiếm tiền hay cái gì đấy thì nó lại không phù hợp AFA dẫn lời phóng viên liên liên của VTV trong phóng sự này cho biết, mới đây gia đình ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng để xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để đăng tải trên các nền mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ông Lê Anh Tú và gia đình của ông. Ngay lập tức, AFA cũng cho hay dân mạng đã chỉ ra nhiều điểm nghi ngờ có thể nhà sư đang bị giam giữ ở đâu đó thay vì được ẩn tù. Những điểm nghi ngờ này bao gồm Nhà sư ngồi trước một cây có gốc sơn trắng, không có trong rừng, ngoài tự nhiên mà chỉ có ở những nơi như nhà tù, doanh trại quân đội, nơi có quản lý chặt chẽ. Không có cảnh quay toàn cảnh phóng viên, trong khung hình có cả phóng viên Liên Liên và nhà sư. Bàn tay của nhà sư với các ngón tay cử động giống như của một người lo lắng không an yên. Nhà sư mất tích từ ngày 3 tháng 6 và phóng sự trên VTV là ngày 8 tháng 6, tức là chỉ có 6 ngày, nhưng phóng sự lại nói rằng 7 ngày trong mắt nhà sư không có bóng dáng của phóng viên ngồi phỏng vấn trước mặt. Và đây là hình sư Minh Tuệ ngồi trước gốc cây sơn trắng, chụp từ màn hình phóng sự của VTV. Theo AFA, ngay sau khi sư Thích Minh Tuệ bị khống chế, nhiều người đã lên mạng bày tỏ sự lo lắng về sự an toàn của nhà sư và lo sợ là ông đã bị chính quyền giam cầm. Dân biểu tả đức trí của Hạ viện tiểu bang California ngày 4 tháng 6 đã gửi thư đến Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ để bày tỏ sự lo ngại về việc chính quyền Việt Nam đối xử với sư thích minh tuệ. AFA trích dẫn bức thư của dân biểu, các phương tiện truyền thông và nhân chứng gần đây cho biết rằng chế độ Cộng sản ở Việt Nam đã tùy tiện buộc ông phải chấm dứt hành trình của mình và chấm dứt các hoạt động tôn giáo đã thu hút rất nhiều người theo ông. Kể từ đó, ông ấy đã biến mất khỏi công chúng và không rõ tung tích. Dân biểu tại Đức Trí nói rằng Hà Nội đã viện cớ về việc kiểm soát giao thông để đàn áp quyền tự do tôn giáo của nhà sư và các tín đồ Phật tử Tùy tiện buộc sư thích Minh Tuệ phải ngưng hành trình của mình. Vẫn theo AFA, phóng sự của đài truyền hình quốc gia cho rằng những thông tin trong các tuần qua về sư thích Minh Tuệ là sai lệch và xuyên tạc. Bài phóng sự của đài nhà nước cũng cáo buộc các đối tượng chống phá đã lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo của Việt Nam, đưa tình sai sự thật về việc phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, bịa đặt ông thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin phóng sự phỏng vấn sư Minh Tuệ dấy lên nghi ngờ trong cư dân mạng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chính quyền hoàn toàn thất bại trong vụ sư thích minh tuệ. Ngày 7 tháng 6, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Nguyễn Nhân với tựa đề Thầy ở đâu rồi? Tác giả nhắc lại vụ việc vào một buổi chiều, đoàn tu tập bị cắt đầu, khóa đuôi, khỏi toàn bộ các youtuber, tiktoker và người dân được dẫn vào một nơi nào đó không ai biết, chỉ thấy công an kéo rào trắng và canh gác chặt chẽ bên ngoài. Sáng hôm sau, toàn bộ đoàn tu bốc hơi không dấu vết. Tác giả cho biết trên mạng người dân liên tục hỏi nhau mọi thông tin có được về đoàn tu và lo lắng cho sư thích minh tuệ và đây là hình bài trên afi tác giả dẫn thông tin từ nhiều nguồn cho thấy một số thầy trong đoàn thích minh tuệ vẫn tiếp tục bộ hành khất thực quấn y bưng bình bát ngủ nghĩa trang theo hạnh đầu đà một số thầy đã trở về với gia đình và tiếp tục tìm kiếm chờ đợi thông tin về sư thích minh tuệ tác giả cho hay thay những lời ca ngợi các anh công an vất vả dẹp đường và canh gác cho đoàn tu ngủ yên trong đêm đầu đến Huế. Bây giờ khắp trên mạng lao nhau tiếng gọi thầy ơi, thầy đâu rồi? Không ai thấy thầy nữa, từ hai tấm ảnh phía công an đưa ra cho thấy thầy đang lăn tay làm căn cước. Theo tác giả, ngoài đời rất nhiều nhóm đi tìm các thầy và trợ giúp theo ý nguyện của họ. Thái độ cảm kích đối với chính quyền mấy hôm trước đã chuyển sang căm tức, phẫn nộ và khinh ghét. Tác giả nhận xét, giống như giấc mơ đẹp đẽ bỗng bị tiếng trộm bẻ khóa gây bừng tỉnh, ước vọng bình yên của đông đảo người dân Việt Nam mấy tháng qua, chỉ trong một đêm đã bị dày đạp nát vụn. Bởi khi thầy Minh Tuệ được biết đến, người dân đã truyền tay nhau, Phật tái thế, đời bình yên. Và đây là hình các thầy trong đoạn thích Minh Tuệ bị đưa lên xe công an. Tác giả nhận định, thực hành Phật Pháp trong cuộc sống của Minh Tuệ trong suốt đến khó tin. Nó đối lập một cách sáng chói với lối sống phè phẫn, lừa đảo và hưởng thụ của nhiều sư thầy thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chính vì vậy, khi minh tuệ lộ sáng, nhiều Phật tử mừng rỡ đến phát khóc, niềm tin của họ vào đạo Phật đã được vực dậy và củng cố một cách uy nghi. Tác giả bình luận, dưới mắt những nhà lý trí học, niềm tin ấy quá đổi ngây thơ. Nhưng một niềm tin ngây thơ và trong sáng đến thế của dân chúng thì có hại gì đến xã hội và chính quyền đâu. Được người dân tin, chắc là thời Thái Bình đang đến, đó chẳng phải mục đích tối thượng mà các ông cần mẫn tuyên truyền suốt bao nhiêu năm qua hay sao? Sự lộ sáng của Minh Tuệ bất ngờ và giản dị đến nỗi ngay các con mắt tin tường của chính quyền ban đầu cũng chưa hề để ý nói gì đến việc họ dự liệu được cơn hồng thủy sau này. Vẫn theo tác giả, cách tu tập trong sáng của sư Minh Tuệ khiến giáo hội Phật giáo không thích. Việc hàng chục ngàn người dân ùa ra quốc lộ, nghênh đón sư, gần trăm người tự nguyện cạo đầu, đắp y, tham gia đi bộ cùng sư khiến chính quyền không thích. Cho nên, sự cố ngày 2 tháng 6 ở Huế buộc phải xảy ra, vì Thích Minh Tuệ không phải là người được chọn, không phải người được cử để bầu. Và đây là hình, dù mất tích, nhưng sư Minh Tuệ vẫn tỏa sáng trong lòng người dân Việt. Tác giả cho rằng có rất nhiều cách để chính quyền chấm dứt việc thần thánh hóa hay lợi dụng Minh Tuệ. Nhưng chính quyền và giáo hội ban đầu thì vớt lờ, xem thường một thằng ba trợn, mặc áo rách, ôm nồi cơm điện đi lang thang. Đến khi thằng ba trận đó tự nó tỏa sáng hào quang, các vị sốt tiết lên, ghen ghét, đánh công văn dìm hàng nó, cấm cửa nó, cấm cửa cả dân. Cấm mãi không được thì các cụ chơi trò đào rễ cắt ngọn. Tác giả đánh giá, thực tế cho thấy các vị thất bại rồi. Phép trồng cây, càng tỉa rễ, tỉa ngọn thì cây càng đâm chồi mạnh mẽ. Những cái rễ của đạo đức trong sáng, những chiếc ngọn của lòng hướng thiện đã bắt, đã trổ, và đang tỏa lan trong lòng người Việt Nam mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mạnh mẽ hơn trăm triệu lần những chiến dịch hô hào, triệu hội học tập và làm theo của các vị. Và buồn thay cho các vị, qua sự kiện này, một lần nữa, người dân lại được chứng minh. Các vị không cần và không hề muốn ngồi xuống với người dân để tìm hiểu trái tim của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính quyền hoàn toàn thất bại trong vụ sư thích minh tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.